Kính sư Hạnh Tuệ và sư Tuệ Tường, sư cho con hỏi là bà con mất đi vào buổi sáng trước giờ ngọ, trước lúc bà mất con cũng có niệm cho bà con tròn đủ ba phước, gặp được chánh pháp của Như Lai để giác ngộ giải thoát, và mỗi đêm trước khi ngủ con hàng ngày như vậy đều đặn như vậy, phước đó bà con có nhận được không? Và con làm vậy có nghiêng về phần tha lực không? Mà trong lúc con niệm thì tâm con cầu pháp để tâm thấy chân lý, vì hiện tại con thấy có được cũng mất, làm con mất thời gian vô bổ, và cầu xin lệ lục không được gì, đưa con đến con đường tà kiến hơn. Mong hai sư hướng dẫn cho con thực hành có kết quả. Khi mà sư tìm lại thì nó hơi kỳ lạ, là bây giờ vấn đáp cũng hơn 2000 câu hỏi rồi, mà tại sao sư không tìm thấy cái video hướng dẫn về cái cách mà mình làm cho người thân mình đã quá vãng. Sư thấy hơi kỳ lạ, mà lẽ ra sư nhớ là sư trả lời nhiều vấn đề này lắm. Nhưng mà cho nên bây giờ sư nói gọn lại với cái mong mỏi, đây sẽ là cái video để sau này ai hỏi vấn đề tương tự thì sư sẽ trả lời ha. Thứ nhất là khi cận tử mình cần mời, nếu như mà được á, khả năng tốt nhất là mình nên mời một vị sư đến, mà nếu như cái người cận tử họ còn tỉnh, họ còn nghe được á, thì nên mời vị sư đến, thì vị sư ấy sẽ biết phải làm gì. Nhưng nhớ là mời vị sư là vị đó có kiến thức nha, chứ còn mời ông thầy tụng tới mà ông cứ ê a là thua đó. Để vị sư ấy sẽ trấn an cái người sắp mất và hướng dẫn cho người ấy những sự chuẩn bị cần thiết khi đối diện với cái chết. Đây là điều hết sức cần thiết. Còn bản thân quý vị á, quý vị cầu nguyện thì xin thưa là đó là do cái cá nhân quý vị thôi, chứ còn người mất á, thì họ không được gì hết. Như trong bài kinh trong tương ưng á, Đức Thế Tôn nói một người một như là một cái ghè đựng đá mà quăng xuống dưới sông á, 100 ông bà la môn có tụng thì đá nó vẫn chìm, mà một cái ghè đựng dầu quăng xuống sông cái ghè nó vỡ, thì 100 ông bà la môn có nguyền rủa thì dầu nó vẫn nổi. Cho nên điều quan trọng là khi cận tử á, nếu như người ấy còn tỉnh thì phải cố gắng mời cho bằng được một vị sư có kiến thức đến để hướng dẫn và có cách để giúp cho vị ấy có sự bình tâm và sự chuẩn bị cần thiết khi đối diện với cái chết nha. Còn sau khi người thân đã quá vãng rồi thì việc chúng ta cần làm á, là thứ nhất là cái chuyện ma chay á, đơn giản thôi, tối giản, để phù hợp với cái truyền thống người Việt là đủ rồi, đừng tốn quá nhiều công sức tiền bạc, nó lãng phí lắm. Tôi nói thiệt, nó giống như quăng tiền qua cửa sổ vậy đó, nó không có lợi ích gì cả. Mà điều chúng ta cần làm á, là chúng ta phải biết rằng khi người thân chúng ta mất, họ cũng giống như một người bị tù đày, hoặc là một người bị bệnh. Chúng ta cần phải chăm sóc thường xuyên và liên tục. Bằng cách nào? Bằng cách là chúng ta làm phước, bố thí, cúng dường và hồi hướng công đức đến cho người thân đã quá vãng. Như bài kinh bên ngoài bức tường là thân bằng quyến thuộc sau khi mất thì nếu như họ tái sanh vào cõi khổ như cõi ngạ quỷ thì họ sẽ đứng bên ngoài bức tường và chờ người thân làm phước đến cho họ. Cho nên việc chúng ta cần làm là liên tục
và thường xuyên làm phước, làm tất cả các việc công đức. Sau đó chúng ta hồi hướng phần phước ấy đến cho thân bằng quyến thuộc đã quá vãng. Ví dụ như một ngày người thân của mình khi còn sống, một ngày đi chợ hết 50.000 hoặc 100.000, thì chúng ta có thể lấy 50.000 hoặc 100.000 đó, chúng ta làm phước nhân danh người thân của mình. Ví dụ như thấy người nghèo á, thì mình có thể mình bỏ tiền cho họ, mình cho giúp đỡ họ, hoặc là đi ngang chùa mình để vô thùng phước xương, mình rồi tối về mình thắp nhang đến cái người thân của mình, thắp nhang thì nói là thưa ba thưa má hoặc là thưa ông ngoại bà ngoại, thì hôm nay con vừa mới làm phước, và làm phước như vậy đó thì con xin hồi hướng phước này cho ông ngoại bà ngoại, cho ba cho má. Thì khi chúng ta mở miệng hồi hướng như vậy thì người thân của chúng ta nếu ở gần đó thì các vị ấy có thể nhận được, và chúng ta cần phải làm thường xuyên ha, chứ không phải là mình cúng tuần cúng thất mình mới làm, hoặc là 49 ngày mới làm, hoặc là một năm mình mới làm một ngày giỗ. Nó lạ lắm. Mình ăn cơm thì mình ăn mỗi ngày, mà quý vị nghĩ coi, thí dụ như con mình hoặc là cha mẹ mình hoặc là ông bà mình nói là họ đang đói, và mình nói vậy ráng chờ nha, sang năm thì con làm cơm cho, còn giờ ráng chịu đi ha. Thì nó kỳ không? Mình ăn cơm mình ăn ngày ba bữa, người thân mình mất, nếu như các vị ấy sanh về cõi khổ, các vị ấy vẫn chờ chúng ta giúp đỡ liên tục. Cho nên cái chuyện làm phước cúng dường hồi hướng công đức cần chúng ta làm một cách liên tục và thường xuyên sau khi người thân chúng ta đã quá vãng, và không nên chờ cái chuyện cúng tuần cúng thất hoặc là giáp năm hoặc là giỗ chúng ta mới chịu làm ha. Và xin mời Đại Đức Tuệ Tường chia sẻ thêm về vấn đề này. Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, phần trả lời của Đại Đức hiện tại, thưa quý vị, thưa thấy là nó rất là đầy đủ, thưa quý vị, rất đầy đủ rồi. Cái điều quan trọng nhất, ở đây là nếu quý vị nào ngoài ngoài quý vị mà đặt câu hỏi này, và nếu quý vị nào lưu tâm đến như đến cái gọi là mình có cái lòng hiếu, thứ nhất là đầu tiên sẽ nói có cái lòng hiếu, có cái lòng hiếu thảo. Thứ hai là có cái tâm mà tri ân báo ân đó, đến thân bằng quyến thuộc của mình, hoặc là thậm chí là ân nhân của mình luôn đó. Có nghĩa là thậm chí là cái những người mà không chỉ riêng thân bằng quyến thuộc mình, mà những người gọi là ân nhân là gọi xin lỗi ở ngoài nha, ngoài phương diện ngoài xã hội đó. Yeah. Mà nhỡ may họ đi về thế giới bên kia thì mình biết đó, phải nên làm như thế nào cho đúng theo tinh thần mà đúng nghĩa là Phật dạy, đúng thuần tí là Phật dạy. Chính vì mình làm đúng là Phật dạy thì mình mới tránh được là rơi vào những cái mà tà kiến, tà tính, thậm chí tà đạo nữa. Rồi lại gọi là thêm một cái vấn đề đó, gọi là tiền mất tật mang, nó mất thời gian, mất tiền bạc, mất công sức mình. Đó cho nên là cái đoạn á mà Đại Đức Hình Đề trả lời nó rất là đầy đủ rồi, chúng ta chỉ cần nghe đi nghe lại, chúng ta làm sao cho học thời thôi. Thật sự là hồi sáng hôm nay tôi cũng có đi dự một cái lễ trai tăng, là cũng một gia đình Phật tử, thôi là thỉnh chư tăng về đó, cũng với cái tâm lý của cái người con như vậy đó, nghĩa là cái người đó là cái người hôm đó, sáng nay là cái chú đó là con cốt đứng ngay tắc bạch, nói là con là con lúc còn sống con rất thương ba con, nên con thỉnh chư tăng về đó để con cúng dường đến giờ đức tăng, mong giờ đức tăng hướng dẫn con
À, để con để làm sao mà con để con có thể hồi hướng cái phước này nè đến cho cha con. Đó, đó là sáng nay mới mới sáng nay nè sư mới dự nè, thấy thấy nó cái điều đó rất là thiết thực thôi vị. Còn một cái điểm nữa, một cái điểm nữa mà sư sẵn sư nói đi luôn để cho quý vị hiểu thêm về cái việc mà gọi là hồi hướng đến cho thân bà cái người thân đó thì vẫn thuộc mình quá vãng. Cái này có trong kinh thưa quý vị, trong Tăng Chi Mười Pháp á, trong Tăng Chi Mười Pháp thì bài kinh Chanusso-ni có nghĩa là Bà La Môn Chanusso-ni đó, thì có một câu hỏi như vậy mà sư muốn muốn nói chích, nghe là sư muốn chích một cái đoạn thôi, cái đoạn ngắn này ở trong bài kinh thôi để cho quý vị hiểu được là cái việc mà quý vị á, làm thỉnh Chư Tăng về để cái mục đích chính quý vị á, là để giúp đỡ cái quyến thuộc mình nhỡ may mà rơi vào cảnh khổ thì thoát khỏi cảnh khổ. Không, thì không phải ý nghĩa nó đơn giản nó như vậy, như vậy thôi thưa quý vị, nó có ý nghĩa nó còn sâu xa hơn. Bởi vì sao? Bởi vì các ông Bà La Môn trên Đức Xuân Ý ông ấy hỏi Đức Phật là như vậy nè, ông ấy hỏi là bạch ngài, theo như ngài nói là khi mà tụi con hồi hướng mà nếu thân bằng quyến được con rơi vào cái hạng mà gọi là ngạ, cái hạng mà chúng sanh mà khổ mà ở gần nhà đó, thì chúng sanh đó mới họ nghe là tụi con làm phước hồi hướng thì cái chúng sanh nó mới nhận được. Thì nhỡ may là hướng thuộc của con không có tái sanh vào cảnh giới đó mà cảnh giới tốt hơn hay là cảnh giới mà khổ hơn thì sẽ ai nhận cái phần phước đó? Thì Thế Tôn nói đại loại như là cái nội dung như vậy, Thế Tôn nói là không có cái sự kiện, không có cái việc mà không ai nhận được. Thì ông mới bất ngờ, ông nói sao, ông mới hỏi tại vì sao. Thế Tôn mới nói là do trong mình là cái điểm khởi đầu luân hồi mình vô thủy, trong nó vô thủy thì vậy, nó không có cái điểm khởi đầu luân hồi. Cho nên là mình luân hồi rất là lâu rồi, cho nên là cỡ nào mình làm phước á, mình làm phước hồi hướng cỡ nào á, cũng có thân bằng thuộc mình trong quá khứ nhận được đó. Cho nên ở đây là sư muốn nói thêm cái chi tiết này cho quý vị hiểu là đừng có lo nha, mình làm phước là mình làm phước là đầu tiên là bản thân mình nè, trong hiện tại nè mình đã có phước rồi, và sau mình dùng cái phước đó hồi hướng đến cái thân bằng quyến thuộc đã mất mình ngay trong kiếp hiện tại này, mà không những trong kiếp hiện tại này nhưng mà là cái phước đó là sẽ giúp cho thân bằng quyến thuộc mình trong nhiều đời nhiều kiếp luân hồi mình, những người đó đó họ cũng nhận được đó. Cho nên là cái ý nghĩa mà Đức Thanh Tịnh đưa ra quý vị đó, nó sâu sắc và nó cao thượng như vậy đó. Cho nên là vị nào lưu tâm, mình chỉ cần nghe kỹ và mình tư duy và mình thực hành theo đúng thì đó là đúng theo lời dạy thôi vị. Và cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi đây. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.